Chào các bạn, mùa hè năm nay nóng được ha. Nhất là khi bạn không có tiền, ở nhà chơi game suốt ngày và cảm thấy mình không có gì xứng đáng trong xã hội này cả. Thôi được thôi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là TQ đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi Slender to Beast phần thứ 3. Các bạn biết rồi đó, mình rất là yếu đuối đúng không? Mình không có chơi với cái game sầm xí này đâu. Thôi đùa thôi. Thấy gì không? Mình không có sợ mấy trò trẻ con này nữa. Bố mày khinh. Cái game này nó được dựa trên cái TV show Teletubbies á. Các bạn có biết cái TV show đó không? Mình thì chẳng có kỷ niệm đẹp gì về nó cả, tại vì nó kinh tởm lắm. Excuse me, what the fuck? Yo, cảnh nền kìa, thôi thôi. Các bạn chơi vui vẻ nha, mình đi ngủ đây. Những cái máy này đã tạo ra những con Teletubbies các bạn ạ. Wow, hàng ngàn năm rồi. Kẻ canh giữ Teletubbies là bốn nhân vật chính ở trong cái chương trình đó, được theo dõi bởi một con Teletubbies màu trắng. Bọn họ sống trong một cái vùng đất như là đám chuột lang ở trong cái lồng vậy đó. Nhưng mà họ không biết là mình đang bị theo dõi. Sau nhiều năm thì người canh giữ đã hình thành một mối liên kết chặt chẽ với cái nhóm này, theo dõi họ mặc dù họ không biết mình là ai. Cái này giống cái cảm giác các bạn đứng nhìn crush từ xa, nghe cũng kinh dị chứ bộ. Một ngày nọ, mọi chuyện trở nên khủng khiếp. Mày tưởng hù được tao hả? Mày thấy cái tao không? Tao lông nách rồi đó. Lông nách là sức mạnh của đàn ông. Sợ mày quá cơ. Phải cái nồi. Hù ai chứ hù tao là không có cửa đâu. Cái quần què gì đây? Mình tưởng đây là game kinh dị. Đúng là kinh dị thiệt. Có mặt nó kìa. No. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Oh shit. Oh hello no. No là cái máy này đúng không? Xin chào bo. Sao cậu là ở đây một mình vậy? Tại vì tao ghét mày. Mọi người đều nhớ cậu. Tôi đang vui mà. Tôi mong là cậu đang tận hưởng chính mình. Cậu có muốn tôi đang rất là đói. Có đồ ăn ở nhà đấy. Cậu nên về nhà đi. Cậu chưa ăn ngày hôm nay rồi. Thật ra thì tôi sẽ ở đây một chút. Alright, gặp cậu sau nhé Nono. Nono là một cái máy. Hồi nãy là nó có nhắc là đây là cái máy dùng để theo dõi mấy cái bọn này các bạn. Tôi không biết là bọn kia đang làm gì nữa. Sao giống stress quá vậy? Con thỏ kìa. Kawaii desu ne. Một like cho game này liền các bạn. Cái này nó như phim luôn á. Wow. Thiệt sự là mình cảm thấy rất là ấn tượng các bạn. Game này nó cũng ra lâu rồi nhưng mà mình cảm thấy rất là hối hận khi mà mình có thể chơi nó sớm hơn. Chắc là lúc đó mình chưa đủ mạnh mẽ, bây giờ mình đã đủ mạnh mẽ rồi. Wow. Đây chính là con Teletubbies màu trắng theo dõi chúng ta nè. Đó, nó có nón rất là đẹp, rất là quý ông. Và đây chính là Bobo, con nhân vật chính của chúng ta. Mà chuyện rất là yên bình đúng không? Ở một vùng đất có tên là Mainland. Và wow, mình đã về nhà rồi. Không nơi nào đẹp bằng nhà. Ok, mình là Teletubbies nè, chạy. Wow. I'm free. Hồi nhỏ mình có coi cái TV show này và mình không nghĩ là một ngày nào đó mình lại có thể bước vào thế giới kỳ diệu này. Mình sẽ rút lại những cái lời chê bai mà mình đã nói lúc trước. Đây là một siêu phẩm. Bông hoa kìa. Wait, what the fuck? Cái này là giống như là cần sa chứ hoa cái gì? Tinky. Bo nè. Cút ra coi. Thôi nào Bo, đừng có mất dạy chứ. Làm quen đi. Tinky cảm thấy bị xúc phạm. Đây là bạn thân của tôi. Bạn thân với nhau phải vậy chứ. Thay vì gặp nhau là ê, chào bạn á. Bạn bình thường thôi. Bạn thân phải là ê, thằng chó. Game này nó đã mô tả cái hiện thực rất là chính xác. Viên bi của Lala. Viên bi. Viên bi. Sao to quá vậy? Đây là Tinky gì đây? Anh chích ra, tao muốn nói chuyện thằng này. Lala, tao nói chuyện Lala. Mày đi ra coi Winky Binky. Xin chào Bo. Cậu ổn chứ? Na, tôi có một ác mộng hồi tối hôm qua. Và nó liên quan tới chúng ta và những chuyện xấu đã xảy ra nhưng mà tôi không thể nhớ gì cả. Thằng này lại Linh nhờ. Cái này là vùng đất của niềm vui mà. Những nỗi sợ hãi không được cho phép. Nỗi sợ hãi hả? Cút đi, nhân danh thì thú mặt trăng và chúa tể mặt trời. Mình sẽ nghịch viên bi của nó. Mày cút ra coi thằng Winky Tinky. Tao muốn chơi banh. Mày cút ra em tao cái.
Nó không cho mình đụng chiếc banh kìa. Thôi mệt quá, ép chơi nữa, bố mày vô nhà. Ồ, oh, hiện đại đấy. Rất là giống cái phiên bản ở trên TV. Ồ, có cái máy làm sữa. Hết điện. Đùa. Hết điện. Thiệt luôn. Nó còn lý do nào hay hơn nữa không? Hết điện, vãi cánh hồi. Ôi, thấy đây thằng Dipsy nè. Thằng da xanh này mày ổn không? Alo anh da xanh. Ồ, hello Dipsy, chào. Cậu có tìm ra cái mũ của mình chưa? Không, nó đã mất rất là lâu rồi. Và tôi không thể nhớ là tôi đã làm mất nó. Ok, cậu sẽ tìm được nó thôi. Tôi chắc chắn là vậy. Cậu có biết làm sao để bật cái máy đồ ăn không? Thì mày cắm dây điện vô. Mày bị ngu hay gì? Nếu cậu định làm cái custa thì hãy làm cho tôi một ít nữa. Ok ok anh bạn, cảm ơn vì lời khen nha. Ô, dây điện nè. Hello bitch. Nó vẫn hoạt động, nhưng mà tôi không cần nó bây giờ. Đèn pin nè. Mà trong cái kinh dị nó thường có đèn pin á, để nhân vật đi rò rò các kiểu. Mình biết mà, chuẩn bị cúp điện rồi đó. Ồ, dây điện ở đâu mà bật? Are you fucking kidding me? Ồ, có điện rồi nè, bây giờ tới làm giờ làm bánh thôi. It's time. Yeah, yeah boy. It's time to eat. No 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 no. Vãi cái nồi, làm ơn đi mà, tôi đói quá. Đồ, mình hay nhạy cảm với mấy cái vụ như là mở cửa hay là đi xuống cầu thang gì đó, mình cũng dễ sợ, các bạn hiểu không? Mình sợ vào mấy cái thứ xàm xí không à. Ok, bây giờ sửa cái máy làm đồ ăn thôi. Vẫn chưa có gì xấu xảy ra, chúng ta đang ở trên một vùng đất của tình yêu và niềm vui. Rồi, bật lên, quăng vô. Wow, nó sửa sức mạnh niềm tin hay gì ở đâu. Má được luôn hả? Yeah, được rồi kìa. Mấy cái tiếng kinh dị má, cái gì đây? No no no. No 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 no. Cái tiếng gì vậy? Mà chắc chắn đây không phải là cái tiếng làm bánh đâu. Ok. Mình sẽ cho thằng què này một cái. Dipsy ăn không Dipsy? Ồ, cảm ơn bố. Đừng quên bản thân mày nữa. Cậu chắc hẳn đang đói lắm. Ta là người cao quý mà có một bầu trời nhân cách ở phía trước. Đó chính là lý do các bạn nên subscribe channel đi, tại vì đây là channel thánh thiện. Thêm một cái nữa đúng không? Mình cũng đang rất là đói. Nói lại cái tiếng này nữa. Hình như là mình phải fit tất cả mọi người trước. What's up Lala? Oh, xin chào bố. Xúc phạm nó hoặc là giúp đỡ nó. Thôi mình sẽ giúp đỡ nó. Đúng là bạn tốt. Rồi, mất cái bánh rồi, ai đâu? Thằng khốn đồ vàng này. Mày chạy giá. Nhìn cái đầu này đúng biết chảy trâu rồi. Ai là nhờ màu vàng cơ chứ. Má một lần cái tiếng rồi lên là không nhịn cười được. À, chơi cậu này Tinky Pinky. Ô, cảm ơn bo, tôi có thể sống thiếu cậu được. Mày đùa tao à? Thế còn oxy thì sao? H2O thì sao? Đúng là mấy cái thằng ngôn tình. Nhảm nhí. Bố mày khinh. 10 giờ sau. Ôi, bây giờ lúc kinh dị nè. Tụi nó ngủ cái kiểu gì mà đầu lìa khỏi cổ kìa. Mất kinh dị vậy. Tôi không thể ngủ được. Mày bị đau bụng hả? Hay là do mày ăn nhiều đường quá? Con bụng nó kìa, nó béo phì mẹ rồi sao ngủ? Yo, what the fuck? Thằng giả tim. Mày làm cái gì đó? Sao mày ăn khuya vậy hả? Mày muốn bị béo phì đúng không? Hay tự được? Ok được. Mày làm cái gì vậy? Tên kia điên kia. Không nói gì cả. Khoan, mày đang ở đâu vậy? Vác cái rồi. Mình sẽ gò bọn kia dậy. Mày không muốn đi cùng mình đâu. Mọi người ơi, dậy đi nào. Thằng đầu tiên làm vơ hư cái máy làm bánh rồi kìa. Hết cái gì cơ? Tôi không biết nhưng mà tôi rất là lo. Chúng ta phải tìm anh ấy thôi. Ok, hãy đi lấy cái đèn pin nào. À má thằng gì này, thằng Dipsy nó còn ngủ kìa, mẹ mày, con heo này. Thôi cút đây, tao không cần mày nữa, thằng vô dụng. Má thằng này ngủ như hai cái bãi cứt vậy á. Giống cái con gì nữa. Oh no, đèn pin nó rồi. Mình còn cái đèn pin. Oh, đèn pin ở khúc sau đúng không? À, quên mất. Bạn chiếu à, dài cả rồi. Các bạn đừng có lo, mình sẽ bảo vệ các bạn với đống cơ bắp này. Bây giờ tới lúc còn đèn pin nữa anh bạn. Bây giờ mình mới để ý là đít thằng này to phải. Nó to kiểu không phải đẹp đâu, nó to kiểu mà béo phì ấy các bạn. Mà thôi chuyện nó không quan trọng, chúng ta phải trở lại với cái cốt truyện nào. Thằng vàng mất tiêu rồi. Cái thằng xanh còn ngủ kìa, thằng lười biếng này. Má sáng dậy tao tẩn mày một trận. Lười biếng ăn bánh cả ngã. Oh, hello. Hello anh bạn. Má sợ vãi, nó chỉ là bạn của mình thôi mà. Nó không cho mình chạy các bạn ơi, bây giờ mày bấm nút shift nó không cho mình chạy nữa. Má, con nè.
Đù, thằng này láo nha. Ủa, Tiên Kỳ ơi, cậu đang ở đâu vậy? Cái câu hỏi gì đây? Mấy thằng mà hỏi ngu ở trong phim kinh dị nó thường chết trước á. Đừng bây giờ hỏi những câu ngu ngốc như vậy các bạn. Nếu như mà nó muốn đi thì nó đã không trả lời các bạn rồi. Các bạn hỏi vô lý á, sao tách ra làm cái gì? Tao gọi mày làm cái gì vậy? Đù. Mày tao gọi mày ra để mày đi chung với tao, bây giờ mày đợi riêng là sao? Mày đùa tao chắc hả? Má cái thằng da tím. Tổ chơi đá hay gì á? Ôi có cái bánh kìa. À yay, đồ ngọt. Ăn thôi. Một cái Costa làm sao nó ở đây được? Tôi nghĩ là chúng ta nên tới cái hồ. Mấy trời sáng này cầu trời chờ sáng đi. Lạy Chúa, nhân cho con thánh thần amen, con muốn bị hù đâu. Con yếu đuối lắm. Và nó thật sự tới cái hồ. Mấy cái bị ngu không vậy? Trong tình huống thế này chúng ta phải nên chạy ra ngoài đường, bắt xe đi lên thành phố chứ không có vụ mà ở cái vùng nông thôn kinh dị đâu. Có cái hồ. À chạy đuôi nè. Ha ha. Mày không bắt được tao đâu con ma. I can run bitch. Tao là Usain Bolt. Ôi đâu, thằng giải tím. Cái gì đó? Đu. No. Là đây bị gì vậy? Cậu ổn không? Đuổi cái cờ á, chạy sao thằng tao, mày chạy sao thằng tao, tao là Usain Bolt. Mình là bé chạy đua rồi, hồi nhỏ mình được huy chương vàng đó. Thật ra chuyện đồng thôi, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình là người chạy rất là nhanh. Má, nó chờ đá mà tới bạn bè nó cũng xiên luôn. Biết vậy tao có cái dao rồi. Mấy cái vòng tròn trên này có cái ý nghĩa gì không? Nghĩ cái đó là hướng đi á. Mấy cái đó dính đầu đó mà, được mà. Má thằng kia nó vả lắm rồi, chúng ta phải cần kiếm gì đó cho nó chơi. Chứ không thì nó xiên cả mình nữa. Như vậy hay tệ lắm. Ta ta ra ta 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 ta. Ba ước mơ cùng tôi diệu kỳ. Bạn thân ơi cùng nhau đến với nhau nào. Ta 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 ta. Ước muốn bay nhìn những cánh chim về nơi phương trời xa. Ai Nobita. Đây là Tobi kìa. Na na na. Mình hát xâm xí cho vui thôi. Mình đang rất sợ các bạn à. Có khi nào cái lúc mình về nhà cái thằng da xanh nó chết luôn không? Ghê lắm các bạn. Má tới nhà rồi. I'm free. Yeah, I'm free. Do now. Yasan, I love you. Oh no, sao chuyện này có thể xảy ra được? Coi đó, sao thì phải. No, thằng da vàng. Ai lộn, thằng da tím mình phải chạy giác. Đù má xấu trai vậy. Chạy. Run! Bo là mình làm được mà Bo. Nhảy. À bắt cua. Yes bitch. Ta là master. Thông thông 7. You can catch me bitch. Bắt cua. Điêu liền. Yeah. Ta đang bay. Đồ. Nó đang lộn luôn kìa. Đồ. Nó khó khăn vậy. Mình nói thiệt, có mỗi lần mình chơi game mình vậy á, lúc đầu mình sẽ sợ, nhưng mà lúc sau mình cảm thấy ức chế. Nhưng mà mình chả biết làm sao nữa. Mình sẽ bắn tất cả các nút cùng một lúc. Yeah! Must beat! Do it! Mình có thể làm được. Bo! Chạy tiếp đi! Sao mày đuối sức rồi? Mày có phải là Usain Bolt không? Tao tin mày. Người xem tin mày. Subscriber cũng tin mày. À đủ quay lại làm gì vậy? À, lá lụa bị lừa nhá. À, EQ 2000. À. Đù mờ. Ôi. What the fuck? Sao cái cây tự nhiên nó ngã vậy? Đù, giờ mình phải làm cái gì? À. Bây giờ mình nên tìm những cái bánh Costa đó. Và để nghiên cứu. Chết tuần 1, ngày thứ 2. Ủa như vậy thằng Bo chết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm mình sẽ đóng vai anh da trắng. Má hai mấy thằng da trắng nào chết sau cùng đó. Đúng là phân biệt chủng tộc. Thế còn da xanh, da vàng, da đỏ hay sao? Tụi mày dám bỏ rơi nó hả? Đúng là thế giới này tàn rồi các bạn ạ. Shed my head. Và đó chính là Slender to be. Nếu như các bạn thích video này, bên là mình một like, một share, subscribe. Thật ra thì game này nó còn tới
phần 1, phần 2, phần 3. Nó còn tầm thêm 3 chat nữa. Nhưng mà tại vì nó kinh dị quá nên là các bạn có thể like, subscribe để tiếp sức mạnh cho mình nha. Cảm ơn sự ủng hộ các bạn. Mình là TQ và bây giờ thấy gặp các bạn ở video lần sau. Bye bye.